giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi thế giới đã vượt qua con số 41 triệu người nhiễm COVID-19. Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh với hơn 8,5 triệu ca mắc. Đứng thứ hai sau Mỹ là Ấn Độ, hơn 7,6 triệu ca nhiễm. Còn Brazil đứng thứ ba thế giới và đứng đầu khu vực Nam Mỹ với gần 5,3 triệu ca. Hiện nhiều nước châu Âu đã áp đặt các biện pháp phong tỏa tại những khu vực có số ca nhiễm mới tăng cao hoặc ban bố lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Anh đang chứng kiến làn sóng thứ hai của dịch COVID-19. Tính đến nay, Anh đứng thứ 12 trên thế giới về mức độ ảnh hưởng của đại dịch. Cũng giống một số nước khác ở châu Âu, chính phủ Anh đã phải quyết định áp đặt lệnh phong tỏa từng phần. Theo đó, lệnh phong tỏa vùng Greater Manchester sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 với các quy định hạn chế đi lại và đóng cửa các quán bar, nhà hàng. Còn tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines vẫn đang nỗ lực khống chế dịch bệnh. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 41.167.028 người. Số ca tử vong 1.131.289 người. Số ca chữa khỏi 30.700.319 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.144 người. Số ca tử vong 35 người. Số ca chữa khỏi 1.046 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người. Số ca chữa khỏi 7 người.